Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá nhỏ của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho bạn một dòng cá mắt đỏ mà mình có thể là share cho các bạn với cái giá rẻ bất ngờ luôn nha mọi người. Đó thì cái dòng nào thì mình cũng sẽ nói luôn là dòng Coret Genier nha. Đây là bài cá Coret Genier của mình. Bên đây một bầy và bên kia một bầy ha. Tóm lại là thật chất ra nó là một bầy mà mình tách làm hai đó, tại vì nó cũng khá là đông cho nên là mình không có chỗ mà mình nhốt á, mình phải tách ra làm hai hồ, nhốt cho nó thưa ra chút xíu để nó phát triển tốt nha mọi người. Thì trước hết thì mình sẽ giới thiệu về cái dòng Coret Genier của mình nha. Cái dòng Coret Genier của mình thì nó có thể đẻ ra được Coret Ear. Tại sao mà mình nói như vậy? Tại vì mình có nhân chứng sống cho các bạn luôn. Đây đâu rồi, đây là những con mái mình làm ra từ Coret Genier nè. Cái nguồn gen đó nó có khả năng đẻ ra được Coret Ear, nếu mà các bạn phối trống tốt thì nó sẽ ra đẻ ra được Coret Ear cho các bạn luôn đó. Thì trước tiên thì mình sẽ cho tụi nó ăn và mình show tụi nó cho các bạn xem, sau đó thì mình sẽ thông báo giá cả rồi luôn nha. Thì giá cực kỳ mềm và phải chăng thôi chứ cũng không có đắt đỏ gì đâu. Hôm nay thì mình sẽ cho tụi nó ăn bo bo nhà làm đó mọi người. Rất là sung, ăn rất là khỏe nha. Đây để mình vớt ra mình show cho mọi người xem luôn. Bầy cá của mình, mình nói thật hàng ngon, mình show lên bất chấp nền, không sợ gì hết. Thiệt với các bạn luôn. Rất là đã luôn, thật sự là vậy. Để mình vớt thêm cho nó nhiều nhìn cho nó phê. Ôi được có mấy con à. Tức á. Đây chắc cũng tầm được 5-7 con gì trong đây à. Để mình rồi cơ hội mình ụp cái nữa coi, mình ụp cái nữa. Rồi nhiều rồi đó, đổ nước ở bớt nè, show cho mọi người xem về cái độ đẹp của đàn cá này, rất là đạt, rất là đẹp. Mình nuôi mà mình còn phải mình nhìn mà mình còn phải công nhận là cái đàn cá của mình nè. Cho các bạn xem luôn, lên màu rõ rất là tươi và lên đầu đỏ rất là sâu luôn. Thậm chí có nhiều con là nó ẩn luôn, ẩn nhú tai bơi luôn, nhiều con trống ẩn nhú tai bơi luôn nha mọi người. Đó đây là side view nè. Cho các bạn xem. Ngắm cho rõ nha. Đâu đây, để đây chắc cầm về thì mỏi tay quá. Tại vì mình không có cái nền thích hợp để mà mình show cá, cầm về thì mỏi tay quá. Đó đây là Coret Genier của nhà mình. Đây còn đây là top view nè cho các bạn xem, đỏ rất là tươi, rất là đẹp nha. Thì đây là một bầy, bên kia một bầy nữa để mình cho tụi nó ăn ha. Sẵn đây thì mình sẽ nói về cái giá để mà mình show cho mọi người, để mình share lại cho mọi người luôn. Mình share với hình thức là combo nha mọi người. Mình có ba cái combo, một combo nhỏ, một combo vừa và một combo bự luôn. À, ba cái combo. Thì combo 5 cặp thì giá sẽ là 200k, 5 cặp 200k. Đó, combo 10 cặp là 300k. Combo 10 cặp là cực kỳ ưu đãi luôn nha. Đó đã, bên đây một bài nè. Combo 10 cặp là 300k. Còn bên đây mình còn một bầy nữa là hơi nhát nha. Đó, bầy này nó mình mới vừa sang hồ á, từ cái hồ bên kia mình sang qua thành ra nó nhát. Nhát nha mọi người, khá là nhát một chút xíu. Đây nè. Nhưng mà cho ăn thì vẫn rất là ấy. Có nhiều con là đang ẩn tay luôn á mọi người, đang ẩn tay luôn, trống đang ẩn tay, mái thì có mấy con đang ẩn nách luôn. Ha, combo 5 cặp là 200k, combo 10 cặp là 300k và combo hết đàn của mình luôn là 50 cặp. Hết đàn của mình luôn 50 cặp là 1,3 triệu nha mọi người. Ai thích kiểu việc inbox Zalo hoặc là Facebook cho mình check in cho rồi các bạn trả lại nhà mình ha, bắt cá nha. Mình cũng có thể là ship xe buýt nhưng mà mình chỉ ship xe buýt được những tỉnh nó gần như thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Tây Ninh nha mọi người. Đó
Tóm lại là gửi xe buýt thì những tuyến đường nằm ở quốc lộ thì mình cũng sẽ gửi xe buýt được, mình cố gắng mình sẽ gửi cho các bạn được. Nhưng mà nó cũng hơi khó khăn về giờ giấc chút, sợ là các bạn sẽ canh nhận cá hơi cực một chút xíu, cho nên là các bạn nếu mà rảnh thì cứ việc chạy xuống nhà mình, cá vẫn còn đang ở đây, ở Long An nha. Mọi người phải khỏi phải lo về chất lượng cá, tại vì cái đàn này của mình nè, trống nhú tai bơi nữa, bạn thấy không? Size này là size tơ nha, trống nhú tai bơi nè, lên một tay luôn nè, đó, lên một tay, mái có nhú tai luôn, mái có đây, mái ẩn nách luôn nè, đó, mọi người khỏi phải lo, khỏi phải lo nha. Thì cá thì mình cũng đã show cho bạn xem rồi, rất là đẹp nè. Đâu rồi, để mình cho bạn xem coi Red Gen. Mấy con máy coi Red Gen này của mình là cũng đã từ coi Red Ear ra nè, coi Red Ear này cũng đã từ tôi coi Red Gen ra nè. Nếu mà bạn phối trống tốt quá thì nó sẽ ra coi Red Ear rất là đẹp luôn ha. Còn cái đàn cá trống này là mình mới vừa đổi gen nè, mình mới vừa bắt cá trống riêng ở ngoài, mình đem về mình đổi gen, mình đổ cá thôi. Đó, màu rất là đẹp. Thành ra mọi người khỏi phải lo về chất lượng luôn. Màu thì bài này y chang bài kia thôi. Thành ra mình sẽ không show bài này cho mọi người xem, tại vì nó hơi nhát á. Bắt ra mình mới vừa sang hồ hồi sáng mà, bắt ra bắt vô thì mình sợ nó xì chết. Thành ra thôi, mình show bài bên kia cho các bạn xem. Còn bài bên đây thì show top view thôi, không có show side view cho mọi người được. Nhưng mà chắc chắn đảm bảo bài bên đây là sẽ có thể nói, cũng có thể nói là hồ bên đây với hồ bên kia là một. Nhưng mà hồ bên đây á, mình vớt cá nó còn đẹp hơn hồ bên kia nữa. Ha, đã chưa? Rất đẹp nha. Bài cá này mình rất là đẹp, rất là đã. Mình xin nhắc lại là combo 5 cặp là 200k, combo 10 cặp 300k, bắt hết bài 50 cặp là 1,3 triệu. Đó, mọi người ai mà thích thì cứ việc liên hệ với mình ha. Thì cái mức giá này chỉ tồn tại trong vòng một tuần thôi nha mọi người, một tuần thôi nha. Mình không có cái dạng mà ấy, nay mình dọn hồ ha, cá con mình lên khá là nhiều. Đó, mình cũng kẹt hồ để mà đem mấy con máy đẻ, thậm chí đây mình có mấy con máy bầu mà. Mấy bầu chuẩn bị là chuẩn bị đi, nó có bầu vậy đợi là bơi muốn không nổi rồi đó. Rồi chắc cũng có đẻ nữa, con đó đẻ chắc ít chứ không nhiều, nhưng mà cũng phải dọn hồ cho nó đẻ, chứ để nó đẻ trong đó nó ăn con hết. Đó, bây giờ mình nói cái mình chăm bo bo hơi bị nhiều luôn. Hơi bị nhiều bo bo luôn đó nha. Ăn cũng rất là khỏe nha, mặc dù hơi nhát chút xíu, nhưng mà mọi người thấy là không sao, cá rất là khỏe, rất là ok. Rồi, bye bye, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình nha.